truyền tải lan tỏa được những cái cảm xúc rất là buôn ràng, rất là tây nguyên gửi đến tất cả quý vị. Trong thời gian này, Lim rất là mong muốn. Vâng. Các cậu một nhà xin mời ạ. Vâng. Có đi. Anh em ơi, vô. Con ấy hay quá. Ôi
quá là tuyệt vời.